chỉ cách có bao la 18 phút đi đi hướng freeway south, beltway south. Chúng ta có một cái new community, nhà của Anderson Lake, khu này gọi là Anderson Lake và builder là Smith Dallas. Nhà này 2 tầng, 5 phòng ngủ, 3 phòng rửa tắm. Ở tầng dưới là phòng master bedroom, ở dưới full bathroom và bên và thêm một cái half bath ở phía trước cho khách. Nhà này nhìn vô cũng cao ráo, sang trọng lắm. Phía tay trái là bếp đá granite. Bên tay phải này nè, đó, cái bên tay phải này là cái half bath nè. Rồi bên tay trái là cái bếp và đường đi vô cái garage. Ở phía sau là no neighbor. Trên lầu là thảm, là phòng ngủ là thảm. Còn cái phòng khách đó là vinyl. Cái này là cái pantry nè. Và cái đường này là để cái washer dryer và cái ra cái garage nè. Khu vực này thuế thì chỉ có 2.5 thôi. Giá mềm. Rồi HOA thì đâu đó là từ 600-700 gì đó. Phía sau nhà này là không có neighbor. Còn phía trước nhà này á, là có cái hồ, một dãy nhà trước mặt và sau đó là có cái hồ nước để mà mình có cái trail để đi bộ luôn. Rồi mời quý vị tham quan nha.